Rồi, mến chào khán giả nha. Nguyễn Tranh Vlog đang đứng ở tiền viện Liệu Đức thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào tham quan tiền viện Liệu Đức nha. Rồi xin kính mời tất cả mọi người cùng đi theo Nguyễn Tranh Vlog ạ. Nơi này thì có cây cối xanh tốt đó mọi người, mát mẻ quá. Phía bên này là bãi giữ xe nha, bãi xe đậu nha, xe máy, xe ô tô luôn đây. Còn phía bên này thì ai muốn đi Winsy Toilet kia, chúng ta sẽ đi theo hướng này nha, phía bên ta phải. Có tiếng chuông gió hay quá mọi người. Phía trước mặt chúng ta đây là cây lê kia ma nha. Cây lê kia ma thì quả chín nhiều lắm mọi người. Có thấy không ạ? Chính rất là nhiều nha. Đây nè, có hồi nãy Nguyễn Khanh Vlog chạy vào thì Nguyễn Khanh Vlog vô tình cắn lên trái ly kia mà. Nhìn thấy ngon không ạ? Như đây à, đồ vàng ôm luôn mọi người ơi. À, mọi người thấy không ạ? Chín quá trời luôn nè. Mà nó chỉ cùng có mấy trái thôi. Đây là Nam Mô Đại Từ Đại Bi lên cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Trời đang sắp mưa mọi người ơi. À, phía trước mặt chúng ta đây là một cái cầu tre lắc lẻo làm cho bằng giả gỗ nha. Ngày chúng ta đi qua cái cầu tre lắc lẻo này thì chúng ta sẽ lên Đức Bổn Sư Thích, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây ạ. Tiếp tục tham quan vào bên trong nha. Đây trồng lê kia ma nhiều quá mọi người ơi. Rồi và chúng ta đi lên bậc thềm trên này thì lại thấy một cái chuông đồng. Và bây giờ chúng ta vào đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha. Và đây là khung cảnh phía sau hậu viện của tiền viện Liệu Đức. Đây là cây bông sứ nha, sứ như là sứ bông đỏ. Và chúng ta nhìn thấy những gốc lê kia ma rất là lâu năm rồi.
lớn mà. Đây nè. Ở đây thì cái nơi các sư trụ trì, sư ni sư trụ trì đã mất, người ta thờ phụng ở đây. Ở phía bên trên là cổ sư Đạt Ma. Như mọi người cũng đã thấy thì cúng thanh long rất là nhiều, nãy giờ cũng canh quay mọi người cũng đã thấy rồi nhỉ. Nên đây là phía sau hậu viện, chỗ nghỉ ngơi của quý Phật tử cũng như là các sư trụ trì và các chú tiểu, các thầy đại đức. Cây lược vàng nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan tới đài Quan Âm nha. Rồi đây ạ. Đây một con đường có hàng cau rất là đẹp nha mọi người. Cau này cau kiển á. Ở dưới đài Quan Âm thì có một cái hồ nước rồng xanh. Rồi con kính lại Đức Mẹ Quan Thế Âm. Phía sau lưng Quan Âm thì có một bảo tháp 3 tầng dùng để trông các sư trụ trì, sư ni trưởng của chùa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ men theo con đường mà có hai hàng cau rất là đẹp, đi tới một cái chuông gió gần cái này là mọi người, nó rất là hay luôn. Em Nguyễn Khanh Minh Lóc chọc cho nó ha. Mọi người nhìn thấy hay không mà. Khu vườn của thiền viện Liễu Đức trồng rất nhiều liên kim ma nha mọi người. Ở đây ở đây có khoảng cỡ 7-8 gốc liên kim ma và có cả mít luôn ạ. Và đây là cây đinh lăng nha, bông màu tím. Chùa trang trí rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Đây có một phiến đá đẹp quá mọi người ơi. Đó cũng là gốc Liệt Kỳ Ma luôn, to quá. Đây là bông súng kiển nha, mà
người dân người ta hay gọi là bông súng ma mọi người, là bông rất là đẹp luôn ạ. Thì chúng ta cùng nhìn lại cảnh quan rừng diện Liễu Đức thuộc Phước Thái Long Thành Đồng Nai thêm một lần nữa nha. Mong rằng mọi người đăng ký kênh, subscribe, chia sẻ và ủng hộ Nguyễn Khanh Vlog nha. Rồi, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào lần sau ạ.